Chào các bạn, mình có chiếc Honda Dam còn đẹp, mình quay cho các bạn xem chơi nha. Cái xe này thì đồ zin còn rất là nhiều các bạn. Mình mới sơn lại cho nó sáng bóng, cho nó đẹp lắm. Ở đây thì nghe được lộ xe nó chạy hơi ồn, các bạn chịu khó xem giùm mình xíu nha. Xe này thì cái máy nó còn chạy ngon lắm, chạy ngon lắm, có giấy tờ đầy đủ. Mình để giấy đây, mình quay luôn cho các bạn xem. Biển số nó thì ở miền Trung này, giấy xe này nha. Có cái bình xăng con hồng zin này. Xe này thì đèn nó sáng lắm các bạn, đèn nhan đèn đồ còn đầy đủ hết, còn kèm đầy đủ hết. Xe này đèn sáng lắm. Xe này nói chung là nó chạy còn rất là ngọt, đồ zin nó còn nhiều đó, nên mình thấy cũng thích lắm. Cảm ơn các bạn nhiều nha, cảm ơn các bạn đã xem nha, thank you very much.